Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 313 Của bộ chuyện trạch nhạc phít, bộ chuyện tiên giả, cơ tác giả vòng ngữ à, Quay trọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha Rồi, trước khi bắt đầu nội dung của tập 313 chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha Ở tập trước thì tiên mở trường cầm đã dùng cái bí thuật để kích hoạt cái đăng truyền lệnh của tất cả mọi người và đã vô tình đưa mọi người vào trong một không gian bình nguyên trước mắt cái bình nguyên này thì có một cái tế đàn làm từ cái gỗ của thế giới chi thụ thì lúc này trên cái tế đàn này xuất hiện một cái lão giả lão này tự xưng là đà thủ của tam giới phi Chu cái đà thủ này nó tương nó tương đương giống như là khí linh của bảo vật này vậy đó thì cái lão giả này để cho mọi người khảo hạch nếu mà cái người nào mà leo lên tới cái bậc thân ngàn đó thì sẽ được cơ quyền điều khiển cái tam giới phi tru này. Rồi thì lúc này tất cả những tu sĩ pháp tướng kia để cho những thuộc hạ phản hư của mình, những bằng hữu những thuộc hạ phản hư của mình để đi lên thăm dò trước. Rồi bọn họ ở dưới thì nhìn theo để quan sát. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời quý vị đại hữu theo dõi nội dung của tập 313 cái bộ chuyện tiên giả cứ tới giao vòng ngữ nha à, nhớ nhấn like share comment và đăng ký kênh ủng hộ góp nhỏ nha đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha rồi chúc các đầu hữu nghe chuyện thật là vui vẻ Sau khi Sally rời khỏi, thì cái người thua cuộc ở trên bậc thang mọc lên như nấm sau mưa. Bọn họ hoặc là bị không gian lực vô tình nghiền ép, hoặc là bởi vì pháp lực hao mòn mà suy sụp ngã xuống đất. Một khi bọn họ mất đi khả năng tiếp tục leo lên, thì sẽ bị sát giới vô tình truyền tống xuống. Địch hỏa thì bận rộn xuyên qua đám người, đẩy mạnh tiêu thụ Ngọc Linh Hội Nguyên Đan cho từng cái yêu tu bại trận ở trên bậc thang. Không bao lâu, hầu như tất cả yêu tộc đều nhận được một viên đan dược từ trong tay của địch hỏa. Những đan dược này quả thực là có hiệu quả. Sau khi ăn vào, chỉ trong chốc lát, thì những yêu tộc này đều đã khôi phục được. Sau khi rời khỏi nơi đây, báo cho Diêm Lan Dương biết, để cho quả lan tộc luyện chế thêm nhiều đan dược như vậy nữa. Vua Vũ thấp giọng nói với huyền giả bên cạnh. Dạ, Huyền già hơi gật đầu đáp ứng. Hiệu quả của Hưng Ngọc Linh Hồi Nguyên Đan không chỉ là hấp dẫn yêu tu chú ý, mà ngay cả tu sĩ nhân tộc bên này cũng bắt đầu ném tới ánh mắt. Trong tu sĩ nhân tộc cũng đã bắt đầu xuất hiện nhiều người bị thua cuộc. Bộ ngộ đối với đang Dự khôi phục pháp lực, khí quyết, đồng dạng được khác cầu. Nhưng mà giữa nhân tộc và yêu tộc ở hư vạn yêu sơn mạch vốn có khúc mắt. Bởi vậy, Mặc dù trong lòng hai bên đều có nghi hoặc và tò mò Nhưng mà không ai dám dễ dàng mở miệng hỏi Đúng lúc này địch hỏa chú động đi tới Trong tay nâng lên mấy cái viên ngọc linh hồi nguyên đan Cười, nói <laughs> chi về đào hữu nhân tộc Có cần đăng về cứu thương hay không hả? Một gã tu sĩ phẫn hư đến từ Bạch Đế Thành Kinh ngạc nhìn địch hỏa Yêu tộc ngươi là nguyện ý cầm đang dược đến chở giúp chúng ta Địch hỏa cười cười Nói Giờ <laughs> phút này chúng ta đi bị dây trong tam giới tiên chu Giúp đỡ lẫn nhau bắt quá cũng là có lợi mà thôi Sao lại sau đó nhân yêu khác biệt chứ Chúng tu sĩ nhân tộc hai mặt nhìn nhau Cuối cùng vẫn là có một tu sĩ Bạch Đế Thành Nhịn không được hấp dẫn trong lòng Đế ra hai cái viên linh bảo cấp 5 Từ trong tay địch hỏa mua một viên ngọc linh hồi nguyên đan Nhưng mà Hắn cũng không có lập tức phục dụng Mà chính là đem cái đan dược này đưa cho Cố Xuyên Đình kiểm tra Cố Xuyên Đình tiếp nhận đan dược Cẩn thận quan sát một lát Rồi lại nói Không có việc gì Sau khi được Cố Xuyên Đình xác nhận Cái tên tu sĩ phản hư kia rốt cục để yên lòng Ăn đan dược vào Rất nhanh Hắn liền cảm giác được trong cơ thể của mình Bắt đầu có pháp lực dư thừa khởi động Phản phất một lần nữa trở lại cái trạng thái trước khi leo lên bậc thang. Những tu sĩ phở hư khác thấy thế cũng nhau nhau tiến lên đội lấy đan dược để phục dụng. Không bao lâu, ngay cả ô lỗ và nam thượng phong cũng bại trận, bị thương không nhẹ. Ô <laughs> lỗ quỳnh, nghe xem cái đan dược của hắn hình như là không thể đó. Người có muốn mua lấy một viên hay không? Tiền, cứ để cho ta tính là được. Nam thượng phong nhìn thấy hiệu quả của các tu sĩ khác sau khi uống thuốc thì trong lòng cũng đồng ý niệm nhưng mà ô lỗ lại lắc đầu nói không được ta tự có đang việc chữa thương rồi hmm. vậy thì ta sẽ tự mua năm thượng phong dứt lời liền đi về phía địch hỏa lúc này thái năm của viên minh đột nhiên vang lên trong thức hại của nam thượng phong năm Đào hữu địch quả này có vấn đề dung mạo hắn bây giờ là ngụy trang hắn trên thực tế không phải là người của giang yêu quốc Nam Tượng Phong nghe vậy thì cãi kinh Cẩn thận đánh giá địch hỏa Cũng không có phát hiện bất cứ cái gì thường gì Không cần phí tâm đâu Thủ đoạn nguyện trang của người này không có tầm thường Người không phát hiện được cũng bình thường thôi Ta chỉ là cảm thấy đang dự của người này có chút cổ quái Nhưng mà cụ thể có chút Có mục đích gì thì ta nói không rõ Tóm lại là vẫn cẩn thận là trên hết Vi Minh lần thứ hai truyền âm Nam Tượng Phong mặc lộ vẻ do dự Nhìn những tu sĩ khác đã ăn đa dược Cuối cùng vốn là quyết định tiến lên mua một viên Nhưng mà hắn dường như bị ảnh hưởng bởi lời nói của viên minh Cũng không có lập tức ăn cái viên đan dược này vào Dù như là chuẩn bị nhìn lại tình huống của những người khác Viên minh nhân cơ hội liếc mắt nhìn Ngọc Linh hồi nguyên đan trong tay hắn Cái viên đan dược này mượt mà như ngọc Mặt ngoài thì tảng má sao, quỳnh quang nhàn nhạt, nhạt Mùi thuốc xông vào trong mũi hiển nhiên là một viên đang dược trị thương phẩm chất thượng thừa cho dù là lấy kiến thức của viên minh cũng tìm không ra được khuyết điểm gì huống chi là nhìn thấy bất cứ cái điều gì bất thường trong lòng hắn càng ngày càng nghi hoặc nhưng hắn không có chứng cứ thuyết phục cũng không muốn gây ra bất kỳ cái phiền toái nào cho nên tạm thời phải từ bỏ thời gian trôi qua cái nhóm tu sĩ phản hư lần đầu tiên thử leo lên bậc thang đều đã bại trận trong bọn họ, đại bộ phận người chỉ leo lên đến trăm cấp tạ hưởng, mà thành tích tốt nhất cũng bắt quá là leo tới hai trăm mười cấp, liền dừng bước không tiến lên được. Từ trong miệng người bị thua, một đám tu sĩ pháp tướng kỵ lại càng thêm rõ ràng, hiểu rõ tình huống sau khi lên bạc thang. Bắt quá bọn họ vẫn như cũ, không có nóng lòng hành động, mà lại dự định tiếp tục để cho thú hạ nếm thử, ý đồ thu hoạch càng nhiều tin tức về bạc thang. Bên cạnh viên minh chỉ có mỗi một mình ô lỗ yên lặng đứng thẳng. Hắn cũng không có tham dự đợt nghiệm chứng thứ hai. Những cái tu sĩ pháp tướng khác cũng rất là ăn ý, không nóng lòng leo lên bậc thang. Thời gian trôi qua. Tu sĩ phân hư vọng thứ hai cũng đã kết thúc nghiệm chứng. Kết quả vẫn là như cũ, không được như ý lắm. Không có người có thể đi đến cấp 300. Hừm, xem ra chúng ta phải tự mình xuất mã rồi long hậu đột nhiên cười khẽ một tiếng thân hình lóe lên liền đi đến trước bậc thang thấy tình hình này những tu sĩ pháp tướng khác cũng không đợi nữa nhau nhau lắc mình tiến lên Chứ sau bước lên bậc thang vi minh tự nhiên là cũng không tiếp tục đợi nữa Sát giới lúc trước đã nói cái người dẫn đồ Lên tế đỉnh núi liền có thể khống chế được tam giới tiên chu những tu sĩ phản hư hiển nhiên là không thể hoàn thành nhiệm vụ này bởi vậy các tu sĩ pháp tướng ở bên đây Mới cho phép bọn họ thử trước Giờ phút này Một đám tu sĩ pháp tướng kỳ Đã bắt đầu tham dự Tự nhiên là không người nguyện ý rớt lại phía sau So với tu sĩ phản hư Thì tu sĩ pháp tướng kỳ leo lên bậc thang tốc độ nhanh hơn mấy lần Lúc mới bắt đầu Thời gian bọn họ dừng lại trên mỗi một bậc thang Cũng không quá nửa tức Thẳng cho đến sau khi vượt qua trăm bậc Thì tốc độ mới thoáng chậm lại Nhưng vẫn là bình tĩnh như cũ Không nhìn ra chút áp lực nào Vì mình đã giữ đám người Không có nổi bật Cũng không ở phía sau Áp lực không gian đè lên thân thể Và thức khúc của bậc thang Dường như là không mạnh lắm Không khác mấy so với những người khác Vẫn <laughs> là đầu óc của người chuyển nhanh Dùng biện pháp này để giảm bớt ảnh hưởng của bậc thang trong không gian thâu thiên đỉnh tịch ảnh nghiêng đầu cười nói đối diện với tịch ảnh viên minh khoanh chân ngồi xuống viên minh này cũng không phải là thần hồn hóa hình mà chính là thân thể thật sự bởi vì bạc thang thế giới chi thụ sẽ căn cứ tình huống tu sĩ mà sẽ điều chỉnh cường độ lực nuốt viên minh liền lợi dụng năng lực bất tử chi thể đem chúng hồn cùng với chính thành ký quyết lực trở nên giấu vào trong thâu thiên đỉnh Lúc này viên minh nhìn như là không gì khác thường Nhưng mà khí quyết và hùng lực Đều đã giảm xuống Đến cái trình độ pháp tướng bình thường Vì vậy lực hút của cầu thang Đối với hắn mà nói Quả nhiên là không mạnh Không khác mấy so với những người khác hay Không còn cách nào nữa Nếu như không dùng biện pháp này Cái bậc thang này nhất định sẽ nuốt hết khí quyết hùng lực của ta Trên diện rộng mất Cho dù là ta cũng kiên trì không được bao lâu dù sao khôi phục ký quyết cùng với hồn lực khó khăn hơn pháp lực nhiều. Cái khảo nghiệm này đối với hồn tu và thể tu hết sức là bất lợi. Xem ra tam giới tiên chu này càng giữ ít pháp tu hơn. Viên Minh bắt đắc dĩ nói Đó là tự nhiên rồi. Ở trong pháp thế hồn tam tu thể tu chỉ rèn luyện thân thể còn hồn tu thì chuyên tinh thần hồn. Điều có khuyết điểm hết chỉ có pháp tu là tương đối cân bằng nhất. Tịch ảnh giải thích Ừ, nói cũng đúng Viên Minh chậm rãi gật đầu Ngay khi Viên Minh cùng tịch ảnh nói chuyện phím Thì một đám tu sĩ Pháp Tướng Kỳ rất nhanh đã đi tới Rất nhanh liền đạt đến tới 300 bậc thang Khoảnh khắc bước lên cái bậc thang này Tất cả áp lực và lực hút đều đã biến mất không một dấu vết Tất cả mọi người đột nhiên cảm thấy nhẹ nhàng Không khỏi thở vào nhẹ nhõm một bậc thang này rộng lớn dị thường đủ để dung nạp tất cả tu sĩ pháp tướng kỳ đứng thẳng chúc mừng các ngươi đã đi đến cấp 300 các ngươi có thể ở chỗ này nghỉ ngơi một nửa canh giờ nơi đây cấm chế đấu pháp người nào mà vi phạm lập tức trục sức khảo nghiệm các ngươi có thể an tâm nghỉ ngơi từ đây về sau khi tới cấp 600 và cấp 900 thì có điều tương tự như vậy. Lục quan hiện lên Thân ảnh của giới sát xuất hiện nói Nghe được tin tức Tất cả mọi người đều vui mừng hôn xiết Lần lượt lấy ra đa dược Hồi phục Nắm chặt thời gian luyện hóa khôi phục Ba trăm cấp đầu Tuy rằng đi thoải mái Nhưng mà một thân pháp lực cũng tiêu hao không ít Hơn nữa Bọn họ không có bất kỳ thông tin nào Về cái con đường kế tiếp Nó sẽ chỉ khó khăn hơn cái con đường phía trước mà thôi bởi vậy bọn họ phải bảo trì trạng thái tốt nhất mới có thể tự nhiên ứng đối khảo nghiệm sắp tới. Giới sát đạo hữu, nếu chiếc người đề cập đến 300 cấp là có khen thưởng, không biết có thể tiết lộ một hai hay không? Đến tục cùng là chân bảo cỡ nào? Khoảng cách gần giới sát nhất chính là kim thần. Hắn chấp tay thi lễ tò mò hỏi. Mọi người nghe vậy cũng nhau nhau đưa mắt nhìn giới sát. Trong mắt lóe ra cái ánh sáng chờ mong Dưới sáng mỉm cười Không có trực tiếp trả lời Mà giơ tay vung lên Đột nhiên Trên bậc thềm dưới chân của mọi người Một mảng lớn linh quan màu xanh lục xuất hiện Những cái linh quan này Nhảy múa như là tinh linh Nhanh chóng ngưng tụ ra Một cái ánh sáng ảo ảnh Trước mặt của mọi người Trên màn sáng Chữ viết lưu chuyển Viết đầy tên các loại bảo vật điểm kỹ có tới 200 kiện với rất là nhiều chúng loại từ linh tài quý hiếm đan dược đến các công pháp cường đại cùng với linh bảo có thể nói là có tất cả mọi thứ ừ. thất diệp ngọc chẩn quả trong truyền thuyết ăn vào cái hoa này có thể phụ trợ đột phá bình cảnh pháp tướng kỳ thất diệp ngọc chẩn quả này đã được tích dạng năm không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể gặp được một lần Long Hồ nhìn một cái vật trên mặt sáng Trong mắt lộ ra cái vẻ kinh ngạc Thất thành nói Phi thiện linh vật Đúng là phi hành linh bảo Có 35 miếng phụ dân Vật này chính là chấn phái chi bảo của phi thiên môn Nghe đồn vỗ kính một lần Liền có thể bày ra châm dặm, Thật sự là làm cho người ta thán phục mà Đạm đại chân nhân cũng kinh hỉ một tiếng Ánh mắt chăm chú nhìn lên cái linh bảo ở mặt sáng những đơn dược này đều tăng cường thần hồn Luyện hồn đan, cứu hồn đan, dưỡng hồn đan Chúng lôi đầy đủ, số lượng còn nhiều như vậy nữa Hay, Xem ra tam giới phi chu thật sự là nội tình thâm hậu à Hắc hồn vương của vạn yêu quất thấp dòng quát Hai cái con mắt lóe xa quan mang kích động vi minh nhìn những bảo vật ở trên màn sáng kia Thì trong lòng kinh hỉ không thôi Những cái vật này đều là một chút chân quý Tùy tiện một món thôi đối với tu hành hiện tại của hắn đều có trợ giúp lớn lao. Tiếc nuối chính là chỉ có thể lựa chọn một món trong đó. Pháp tu, thể tu của hắn cũng vừa mới đột phá không lâu, hiện giờ chỉ có hồn tu lại còn lạc hậu. Bởi vậy, hắn cần hy vọng có thể lựa được một kiện bảo vật có thể phụ trợ tinh tiến hồn tu. Đương nhiên, đang dược như là luyện hồn đang tuy rằng cũng không tệ, nhưng hắn càng hy vọng có thể tìm được bảo vật giống như là Nguyệt thần tam bảo Có thể hấp thu nguyệt hoa lực nhanh hơn Viên Minh suy nghĩ Ánh mắt nhanh chóng quét qua danh sách trên màn sáng Nhưng mà vẫn chưa có phát hiện bảo vật tương tự <laughs> Xem ra Bảo vật của chợ hồn tu Quả thật là hiếm thấy à. viên minh thầm than một tiếng Đang chuẩn bị rút lui Để chọn bảo vật khác Thì ánh mắt đột nhiên là dừng lại ở cái vật nào trong đó Lại có cái thứ này Viên minh nhãn tình sáng lên bắt đầu trầm ngâm Ngay khi viên minh yên lặng chọn lựa Thì những người khác cũng đều nhau nhau chọn lựa cái vật mình ngưỡng mộ trong lòng Chỉ là rất nhanh Một cái vấn đề bức thiết xuất hiện ở trước mặt của mọi người Vậy sợ đào hữu Xin hỏi cái trình tự phần thưởng chọn lựa này Là dựa theo cái gì mà sắp xếp hả? Đàm đại chân nhân nhịn không được Mà mở miệng hỏi Tử nghiêng là Giữa theo trình tử Bước lên bậc thang thứ ba trăm rồi Giới sáng thản nhiên đáp há, 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 há. Chưa vậy Tới đây liền không khách khí nha thứ mã trường cầm nghe vậy thì cười Hắn là người đầu tiên Đến cấp bậc thang ba trăm Bởi vậy có quyền ưu tiên lựa chọn Cuối cùng hắn lựa chọn một kiện linh bảo tên là Cửu Thiên Phượng Minh Tịch. Trên kiện linh bảo này có 35 miếng phụ văn, Quy lực bất phạm. Ngay sau đó là vua Vũ, cái nàng này lựa chọn một kiện linh bảo loại huyền thuật. Tiếp theo đó là Điện Bằng Vương, hắn cũng chọn một kiện linh bảo tương đối là cường đại. Ở trong mắt của mọi người, so với đan dược hoặc là linh tài, tự nhiên là linh bảo càng có giá trị hơn. Dù là mình không cần, cũng có thể lấy sao đổi được một số lớn linh thạch. Lúc trước khi mà leo lên bậc thang, một đám tu sĩ pháp tướng kỵ tuy rằng bước chân gần giống nhau, nhưng mà tốc độ đúng là vẫn tồn tại một chút khác biệt. Những người xếp hạng ở phía sau, nhìn từng kiện linh bảo giá trị liên thành bị người khác chọn đi, trong lòng không khỏi ảo não không thôi, hối hận trước đó không có tăng nhanh lên tốc độ. Nhưng may mắn thay, có rất là nhiều bảo vật ở trên bức màn ánh sáng này, mặc dù xếp ở phía sau cũng có thể chọn được một kiện không đến mức quá thiệt thòi. Viên Minh là tu sĩ thứ bảy, leo lên 300 bậc thang. Rốt cục đã đến phiên hắn chọn phần thưởng. Trong lòng hắn đã có quyết định. Lúc này dây tay lên, anh mất kiên định chỉ về một nơi nào đó trên màn sáng. Nói, ta chọn cái cây chút khổ ngàn năm này đi. Ngay khi lời nói của hắn nói ra, thì những tu sĩ khác xung quanh đều lộ ra cái vẻ kinh ngạc. Trong mắt của bọn họ, tiên thiên khổ trúc tuy rằng khó gặp, nhưng mà bởi vì sinh trưởng chậm chạp, vạn điên thiên khổ trúc đối với pháp tướng kỳ bọn họ mà nói, giá trị cũng không có trực tiếp và rõ ràng bằng những linh tài hoặc là đan dược khác. Tuy nhiên, giới sát không có chú ý đến những nghị luận này. Hắn vùng tay lên, một đạo linh quang xanh biết từ trong tay hắn tót ra, giống như là một con linh xà màu xanh biết ở không trung sẽ qua một đạo đường cong ưu nhã, cuối cùng rơi vào trước người của Viên Minh. Linh quan tiêu tám, đổi ra một cái hộp đá được tạo hình bằng bạch ngọc. Hộp đá này cổ xưa trang nhã, mặt trên có điều khắc hoa văn phức tạp, lộ ra một cổ khí tức thần bí. Viên Minh đưa tay ôm cái hộp đá, nhẹ nhàng mở nắp ra. Chỉ thấy trong hộp cứ nằm một đoạn trúc non xanh biếc dài khoảng hai thước, to bằng cánh tay nhỏ, cây trúc này tuy rằng thật nhỏ nhưng mỗi một tiết đều no đủ mà có lực Ta mất sa sinh cơ cùng với sức sống nhà nhạt, nhạt phía dưới cái cây chúng còn có cây rễ phạm phát là ẩn chứa lực sinh trưởng vô tận tiên thiên khổ chút đây là linh tài gì tại sao nhìn ngươi chắc chắn lựa chọn nó như vậy trong thấu thiên đỉnh tháng năm có tịch ảnh mang theo một tiên nghi hoặc cùng với tò mò viên minh cười hắc hắc đem cái hộp đá Thu vào trong thâu thiên đỉnh đưa cho tịch ảnh giải thích <laughs> cái tiền thiên khổ chút này tuy rằng đối với ta mà nói tác dụng không lớn nhưng mà đối với ngươi lại có ý nghĩa phi phạm hiệu quả của nó ở chỗ là phụ trợ đột phá pháp tướng mà ngươi đang cần nó để tăng cường đột phá tịch ảnh nhận lấy cái hộp đá cho mắt hiện lên cái vẻ phức tạp nàng tự nhiên có thể cảm nhận được cái chỗ bất phạm của tiên thiên cổ chút này Nhưng mà nàng cũng hiểu được Vì Minh Hào Phóng tặng nó cho mình như vậy là xuất phát từ tình nghĩa Và tín niệm sâu đậm đối với mình Đa tài ngươi trách ảnh hạ mi mắt Thấp giọng nói Thanh âm của nàng tuy rằng bình tĩnh Nhưng mà trong thanh âm Lại để lộ ra một tia cảm động Vì mình khoác tay áo Không thèm để ý Nói hey, Giữa ta và ngươi cần gì khách khí như vậy chứ pháp tướng đàn của ngươi còn thiếu vài cái kiện linh tài phụ trợ ta đã phái người đi sưu tầm rồi chờ nhiệm vụ lần này kết thúc hắn đã có thể thu tập hút. về phần tiên thiên khổ chút này cũng đừng có dội dung ta muốn mời hi Quả tử tiền bối xem có thể đem nói luyện thành linh bảo vệ không đây như vậy lúc mọi người đột phá pháp, pháp tuyến kỵ sẽ nắm chắc càng hơn nói đến đây vi minh đột nhiên nhớ tới cái gì đó tiếp tục nói Ờ, à, đúng rồi tịch ảnh linh sủng ngũ hành đồng tử của ngươi thế nào rồi ta nhớ là hắn có thiên phú bồi dưỡng linh thảo không biết có thể hỗ trợ bồi dưỡng tiên thiên khổ chút này không ngũ hành đồng tử trời sinh đã có thể quản lý dược viên mấy năm nay ta đã bồi dưỡng hắn theo hướng linh thực sư đã rất là có thành tựu rồi để sau này ta hỏi hắn xem có thể giúp bồi dưỡng tiên thiên khổ chút này không tịch ảnh nghe vậy chớp chớp mắt nói Như <laughs> <laughs> thì làm phiền Viên Minh gật gật đầu Nói Trong lòng của hắn đã có tính toán Thế giới chi thụ cuồn cuộn không ngừng Sinh ra vạn mọc bản nguyên Đối với bồi dưỡng linh thực Có tác dụng kinh người Nếu như có thể để cho ngũ hành đồng tử Lợi dụng vạn mọc bản nguyên này Để bồi dưỡng được tiên thiên khổ trúc Nói không chừng Có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của cái khổ trúc này Tăng lên đến thật lớn Từ đó phát huy ra cái giá trị còn lớn hơn sau khi chọn xong phần thưởng thì những tu sĩ pháp tướng khác cũng khoanh chân ngồi xuống nhắm mắt nghỉ ngơi bọn họ biết cái lộ trình kế tiếp càng thêm gian nan càng nắm chắc hết thảy thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức để điều chỉnh lại trạng thái nửa canh giờ thoáng cái đã qua giờ phút này một đám tu sĩ pháp tướng kỳ tất cả đều từ trong trầm tư tỉnh lại đứng lên trong nửa canh giờ ngắn ngủi này mỗi người đều đem hết toàn lực khôi phục pháp lực và tinh lực của mình. khi mình có sự tương trợ của bác tư thủ, mặc dù không có thể hấp thu được linh mạch với lòng đất ở đây, nhưng mà rễ của bác tư thủ phải có cái khả năng trực tiếp lấy được linh lực từ linh mạch, pháp lực có thể hồi phục nhanh hơn bất kỳ ai. Với cái phần khí quyết chi lực cùng với hồn lực, mặc dù đều có tiêu hao, nhưng mà dưới sự tẩm bổ của phân thân trong không gian thu thiên đỉnh thì cũng đã sớm khôi phục lại như lúc ban đầu. Ngay khi mọi người chuẩn bị tiếp tục leo lên thì thanh âm của giới sáng đột nhiên vang lên. Chư vị, khảo nghiệm kế tiếp sẽ gian nan hơn trước rất là nhiều. Nếu chống đỡ không được lập tức sẽ khỏi bậc thang, miễn cho tổn thương đến tính mạng. Đạm đại chân nhân nghe vậy, vội vàng hỏi. Vậy sao đời hữu, nói gì là có ý gì? Nhưng mà giới sáng cũng không trả lời, chỉ là thân hình nhón lên liền biến mất vô tung, lại một lần nữa trở lại đỉnh của tế đàn. Mọi người nhìn nhau, cho ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Nhưng mà bọn họ cũng không có lùi bước, mà là đồng loạt bước lên bậc thang thứ 301. Thần sắc đều biến đổi. Viên Minh cũng bước lên bậc thang mới. Trong phút chốc, một cổ lực lượng khủng bố đột nhiên phủ xuống trên vai hắn. Cái cổ lực lượng này vượt xa bất kỳ bậc thang nào trước đó. Đồng thời, lực hút từ bậc thang dưới chân truyền đến cũng tăng lên gấp mấy lần so với lúc trước và vất như là muốn thôn vệ cả người hắn vào nhưng mà viên minh cũng không lộ ra một chút kinh hoảng nào ngược lại có một chút mừng rỡ hắn đã hiểu được đó chính là độ khó leo núi đã tăng lên nếu là khó khăn như lúc trước có lẽ tất cả mọi người đều có thể dễ dàng leo lên đỉnh nhưng mà hiện tại đây mới thật sự là lúc khảo nghiệm thực lực và nghị lực của mọi người Hắn lúc này trầm ngâm tĩnh khí, vận khởi năm thành pháp lực. Toàn thân linh quang lóe ra, đem áp lực không gian cách ly ra, tiếp tục vững vàng đi tới phía trước. Đúng lúc này trên bầu trời đột nhiên phát ra một tiếng núi lở thật là lớn, vô số phù văn mò vàng đất chợt xuất hiện. Trong lúc quang lưu lưu chuyển cuồn cuộn thì nổi lên một trận cuồng phong đập tới. Ngay sau đó, vô số cát vàng từ trên trời giáng xuống, theo cái cuộn phong thổi quét mà tới, đánh vào trên người của mọi người. Những cái cát vàng này giống như là kim thiết, cứng rắn sắc bén. Mỗi một hạt cát sỏi đều giống như là lưỡi dao sắc bén, không ngừng cắt thân thể của mọi người. Một đám tu sĩ Pháp tướng Kỳ thấy vậy, vừa và vàng thi chuyển Pháp thực chống đỡ. Nhưng mà Vi minh là phạm phất, không bị ảnh hưởng một chút nào. Hắn tiếp tục sải bước đi tới, tùy ý cát vàng đánh lên người. Tuy rằng thân thể của hắn bị đánh cho trăm ngàn lỗ thủng nhưng mà sau một khắc huyết quang bên ngoài cơ thể chợt lóe lên tất cả vết thương liền trong nháy mắt khép lại như lúc ban đầu ừ đây là bất tử chi thể trên bậc thang không ít người thấy thế nhau nhau kinh hô ra tiếng bọn hội lúc trước mặc dù có suy đoán nhưng mà giờ phút này tận mắt nhìn thấy viên minh ở trong các vàng long tống không hao tổn gì trong lòng vẫn là không khỏi một trận rung động. Ba người Long Hậu càng là trong lòng chấn động. Bộ hội lúc trước liền đoán được cái vạn thiên nhân này dĩ nhiên đã đột phá được bất tử chi thể. Giờ phút này thấy thế, suy đoán trong lòng rốt cục đã được chứng thực. Tư mã trường cầm nheo mắt, nhìn bóng lưng của viên minh, chắp tay cười, nói <cười> Thì sao lại chờ đậu hủ đã đột phá bất tử chi thể, thật sự là đáng mừng. Nhưng mà viên minh lại phản phất Không nghe được lời của hắn nói Tiếp tục sải bước đi tới Đem những cái người khác xa xa bỏ lại phía sau Trong các vạn đầy trời Chỉ có mỗi tư mái truyền cầm và vua vũ Không bị ảnh hưởng bởi viên minh Cổ cầm sau lưng tư mái truyền cầm Tương tương rung động Hình thành nên tường đạo sống âm vô hình Ngăn cánh bão cát ở bên ngoài Mà vua vũ Thì toàn thân bao phủ một tầng bạch quang Hóa thành một đầu hổ ảnh khổng lồ cũng ngăn cánh bạo cát đi xa bên ngoài nàng nhìn bóng lưng của viên minh ánh mắt phức tạp vốn nàng còn tưởng rằng mình có cơ hội vượt qua viên minh nhưng mà hiện tại xem ra lại càng ngày càng khó khăn trong lòng nàng không khỏi có một chút hối hận lúc trước nếu là có thể cùng viên minh liên thủ có lẽ tình huống bây giờ sẽ hoàn toàn bất đồng mà viên minh thì đối với cái chuyện này phật phất là không nghe thấy trong lòng hắn cho có mỗi một mục tiêu đó chính là leo lên đỉnh tế đàn này hắn bước nhanh hơn đem tất cả mọi người xa xa bỏ lại phía sau theo thời gian trôi qua mọi người phía sau dần dần thích ứng với cái bão cát tàn sát bừa bãi đầy trời bọn họ bằng vào tu vi cùng với thần thông của mình dần dần ổn định lại thân hình nhau nhau bắt đầu đuổi theo viên minh ở phía trước Cuồng phong cát vàng kia phản phấn cảm nhận được sự cứng cỏi của mọi người không có duy trì quá lâu liền dần dần tản đi lộ ra bầu trời trong vắt ngay khi mọi người cho rằng có thể tạm thời thở phò nhẹ nhõm thì giữa không trung đột nhiên chuyển đến một tiếng nổ vang đinh tai nhức ấp ngay sau đó vô số hỏa cầu có kích thước cỡ cái cối xoay giống như là mưa rơi từ trên trời giáng xuống dày đặc mà mãnh liệt nện xuống phía dưới mọi người những hỏa cầu này ẩn chứa nhiệt độ cao kinh người còn chưa chạm đến mặt đất đã đem không khí phụ cận đốt cháy hình thành nên một mảnh biển lửa nóng rực mọi người nhau nhau tế xuất lên pháp bảo thi chỉ ra pháp thuật hình thành nên thần thông hộ thể ngăn cản công kính bất thình lình này cổ cầm sau lưng của tư mã truyền cầm tương tương xung động từng đạo sóng âm vô hình khuếch tán ra đem hỏa cầu đánh úp lại nhất nhất ngăn cản vũ vũ thì toàn thân bao phủ một tầng bạch quan hình thành nên một đạo lòng phòng hộ kiên cố đem có hỏa cầu ngăn cách ở bên ngoài nhưng mà trong công kính thiêu diễm này thì viên minh lại có vẻ càng thông dong hơn Hắn cũng không có giống những người khác toàn lực phòng ngự mà là thúc giục hỗn nguyên đào ấn ở trong đan điền. Hắn biết rõ hơi nhược điểm của bất tử chi thể. Nhưng mà công kích thiêu diễm này đối với hắn mà nói lại là cái cơ hội tu luyện khó có được. Nhưng thầy quang hòa ở trên đỉnh đầu lóe ra. Một cái vòng xoáy pháp lực bảy màu hiện lên. Từng quả cầu lửa khổng lồ đánh vào trên bậc thang phát ra tiếng nổ đinh tai nhất ốc. toàn bộ bậc thang trong giấy mắt đã hóa thành một mảnh biển lửa sóng lửa nóng rực bao phủ tất cả mọi người. Vi Minh thúc giục, Hổ nguyên đạo ấn, vòng xoáy pháp lực bảy màu cực nhanh đã xoay tròn, từ đó hiện ra một cổ lực xé rách kinh người. phụ cận, cái sóng lửa cực nóng còn chưa có tới gần, thì liền đã bị pháp lực vòng xoáy hút vào, quấy nát thôn phệ. Không có đối với hắn tạo thành nửa điểm thương tổn, ngược lại để cho trong cơ thể của hắn pháp lực thuộc tính hỏa gia tăng không ít. Trong mắt của viên minh hiện lên một tia vui mừng Hỗn nhiên đạo ấn này quả thực Hiệu quả so với hắn dự đoán còn tốt hơn Hắn một bên thì điều khiển hỗn nhiên đạo ấn Hấp thu sống lửa tàn sát bừa bãi Còn một bên thì tiếp tục leo lên bậc thang Tốc độ cơ hồ hoàn toàn không bị ảnh hưởng Tiếng mã truyền cầm và vu vũ Tuy rằng cũng chẳng được hỏa diễm mãnh liệt Nhưng mà rõ ràng không thoải mái tự nhiên như là viên minh Bọn họ nhìn thân ảnh của viên minh vững bước đi về phía trước trong biển lửa, Trong mắt không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Hỏa vũ đầy trời, chỉ kéo dài một lát liền tiêu tán vô tung. Trên bầu trời vẫn chưa vì vậy mà bình tĩnh lại. Sau một khắc, lô đình chợt kiện. Tiền đạo lô đình thật là lớn bổ xuống, và vất muốn đem toàn bộ tế đàn này bổ thành mảnh nhỏ. Nhưng mà đối mặt với cái lôi đình uy này, thì Vi minh lại dùng một cái chiêu cũ Hắn thúc giục hỗn nguyên đầu ấn Đem lưu định bổ xuống từng cái từng cái hút đi Trong thời gian kế tiếp Giữa không trung vẫn như cũ Không ngừng rơi xuống các loại công kích Hoặc là ngũ hành thuộc pháp Hoặc là âm dương chi lực Nhưng mà vô lực là cái loại công kích nào Đều bị vi minh lấy hỗn nguyên đầu ấn Cắn cho nát bấy Điện hóa Điều hấp thu hết Tốc độ của hắn gần như là hoàn toàn không bị ảnh hưởng Và không bao giờ dừng lại So sánh với các tu sĩ pháp tướng kỳ khác, phương thức ứng đối của viên minh không thể nghi ngờ là thoải mái nhất. Những người khác không thể không liên tiếp biến hóa thủ đoạn ứng đối. Nếu gặp gỡ thuộc tính tương đối hợp thì còn tốt hơn một chút. Nhưng mà nếu gặp được cái thuộc tính khó đối phó, thường thường đều sẽ phải trì trệ một lát mới có thể tìm được đạo phá giải. Mặc dù tư mã trường cầm và phu vũ tu vi cao thâm, có không ít bảo vật, nhưng mà dưới thế công liên miên không ngừng này, cũng không thể không đem đại bộ phận tinh lực dùng để phòng ngữ bởi vì vậy mà viên minh dần dần kéo ra khoảng cách dần dần một đám tu sĩ pháp tướng kỳ bắt đầu hiện ra cái trên lệch rõ ràng viên minh dẫn đầu mọi người vũ vũ và tiêu mã trường cầm theo sát phía sau mà ở phía sau bọn họ chính là cán hắc ma thủy chung bao phủ ở dưới hắc bào chưa từng lộ ra chân dung xa hơn nữa là năm đại yêu vương của vạn yêu quốc cùng với đạm đại chân nhân và cái đám người long hậu về phần tu sĩ có thực lực lót đáy như là long ngâm không long ngữ hoàng kim thận dương phạm đã bị bỏ lại phía sau đúng lúc này mây đen giữa không trung lại một lần nữa cuộn lại tự như là đang sản sinh ra cái thực lực càng đáng sợ hơn đột nhiên vô số vũ tiễn màu xanh dày nặng như là nắm tay từ trên trời rơi xuống dày đặc mà nhanh chóng phản phất lại muốn đem toàn bộ thế đàn này bao phủ nhưng mà viên minh lại không sợ hãi một chút nào một bên thúc giục khổ nguyên đầu ấn luyện hóa đến nấp lại vũ tiễn một bên thì lại một lần nữa tăng nhanh cướp bộ bên dưới bậc thang đám đại chân nhân đang hết sức chăm chú thi chuyển pháp thuật chống đỡ mưa tên từ đỉnh núi trút xuống hắn bỗng nhiên ngẩng đầu trong cái đôi mắt lóe ra cái vẻ bình tĩnh ngón tay kể điểm mi tâm trong chốc lát một chùm ánh sáng màu xanh nhàn nhạt, nhạt từ trên đỉnh đầu của hắn bắn ra dần dần ngưng kết thành một cái pháp tướng nguy nga toàn thân pháp tướng này đã mở ra ánh sáng xanh thâm thúy cái khuôn mặt trơn nhẵn như là viên cầu ngũ quan mơ hồ khó phân biệt chỉ có cái đường nét mặt mày dùng cái sao trời tô điểm có vẻ là thần bí mà trang nghiêm trên cánh tay phải chán kiện của pháp tướng tinh quang lóe ra phóng vất là ẩn chứa lực lượng vô tận nó lăn không vung lên hướng về phía hư không mà viên minh ấn một cái viên minh nhất thời cảm giác được đỉnh đầu của mình có một mảnh hắc ám phủ xuống ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy tinh vân màu xanh sậm đã bao trùm toàn bộ bầu trời mấy trăm đạo tinh quang xanh thẳm từ trong tinh vân như là sao băng rơi xuống mang theo có đuôi diễm màu xanh biếc khi thế hung hăng giả bộ đến <laughs> đạm đại chân nhân không nghĩ tới người đầu tiên động thủ dĩ nhiên là ngươi Vì minh đối mặt với cái cảnh này cũng không lộ ra cái vẻ hay kinh hoảng ngược lại là bình tĩnh bấm quyến điểm ra vòng xoáy bảy màu trên đỉnh đầu hắn đột nhiên bành trướng mấy lần giống như là một đạo gió lốc cực là lớn đem những tinh quan xanh thẳm kia toàn bộ hít vào trong đó ý đồ đem chúng nó xoắn nát luyện hóa nhưng mà vào giờ phút này những tinh quan kia đột nhiên giống như là pháo hoa rực rỡ nở rộ mỗi một đạo tinh Quang khi mà nở rộ đều là nương theo cái tiếng sấm đinh tai nhức ốc trong tiếng nổ đinh tai nhức ốc vòng xoáy bể màu dĩ nhiên là bị nổ tan tành đàm đại chân nhân lại một lần nữa bấm quyết chỉ thấy những tinh quan tán loạn kia lại một lần nữa ngưng tụ trên không trung hóa thành từng đạo tinh quan xiềng xích dài nhỏ đem cái tay chân của viên minh chặt chẽ khóa lại cùng lúc đó bên cạnh đạm đại chân nhân long hậu sông trưởng hợp thành chữ thập một tiếng lông ngâm rung trời vang lên một cái đầu rồng sinh ra hai cái sừng pháp tướng màu vàng nửa người nửa rồng thình lình xuất hiện ở phía sau hắn pháp tướng màu vàng hơi há miệng kim quang vô tận ở trong đó quay cuồng hiện ra trong nhà mắt liền hóa thành một đạo quan trụ màu vàng tráng kiện lấy cái thế lưu đình vạn quân thẳng đến hai chân của viên minh cái cục sáng màu vàng tạo mắt ra khí thức nóng rực khiến cho người ta thất tức chỗ đi qua hư không vặn vẹo nhiệt độ không kém hỏa cầu khổng lồ lúc trước chút nào đạm đại chân nhân và long hầu phối hợp công kích vô cùng ăn ý một người phong tỏa hành động của viên minh còn một người thì dùng khí tức cường đại phát động tấn công mạnh liệt mục đích của bọn họ rất là rõ ràng mặc dù viên minh có được bất tử chi thể không thể bị triệt để đánh chết nhưng mà chỉ cần tạm thời phá quỷ hai chân của hắn để cho hắn không thể tiếp tục leo lên bậc thang nữa thì hắn sẽ bị phán định là bị loại. Hành động đột ngột của hai người này đã khiến cho Kim Thần cùng với quận yêu của vạn yêu quốc bên cạnh chấn động. Bọn họ lần được cảnh giác vì sợ bị ảnh hưởng. Thần sắc viên minh cũng trở nên ngưng trọng, nhanh chóng thu hồi khí quyết phân thân ở trong thâu thiên đỉnh mà hai tay dùng sức dễ dụa ra bên ngoài. Cường lực khủng bố của bất thử chi thể vô lúc này bộc phát ra, chỉ nghe rắc rắc giòn vang. Tinh quan xiềng xích trên người hắn lên tiếng trả lời mà gãy hóa thành từng chút từng chút bụi bặm phiêu phù trên không trung không để hắn ứng đối với long hậu phun tức công kích thì trên cánh tay hắn tinh quang lại một lần nữa lóe ra dĩ nhiên lại có một cái đạo xiền xích mới được nghinh kết mà thành tiếp tục chói buộc thân thể của hắn Hơi. tinh quang không gian <laughs> xiềng xích không đứt đam đại chân nhân này quá nhiên là danh bất hư truyền thân là pháp tướng chung kỳ đỉnh phong thần thông của hắn cũng không hề đơn giản như vẻ bề ngoài á à. Viên Minh thầm cảm thán trong lòng. Bởi vì trì hoãn trong tức thị, Long Hậu đã thở ra để đến trước mặt của Viên Minh, làm hắn không kịp làm ra ứng đối. Ngay khi mọi người cho rằng Viên Minh đã vô kế khả thi, thì lại xảy ra biến hóa khiến người ta không tưởng tượng được. Chỉ thấy Viên Minh đột nhiên hít sâu một hơi, và vất lạ đang muốn đem toàn bộ không gian ký thức đều hấp thu vào trong cơ thể. Trong phút chốc, cuồng phong gào thét, Phía trước hắn không khí phảng phất vì một cỗ lực lượng vô hình rút khô, hình thành nên một mảnh khu vực chân không ngắn ngủi. Ngay sau đó, Vi Minh mở miệng ra là một tiếng gầm kinh thiên động địa. Cái tiếng gầm này giống như là một tia sét trên chính tầng trời, đột nhiên nổ tung, vang vọng trong khoảng không trống rỗng này, khiến cho người ta phát sung Cùng lúc đó, cương phong mãnh liệt nương theo cái tiếng hô quát của hắn, từ trong miệng hắn phun trào ra đối diện với cột sáng màu vàng kim lao về phía hắn. Anh một tiếng. Một tiếng nổ lớn chói tai vang vọng khắp cả không gian này và vất như cả thiên địa đều rung rẩy vào giờ khắc này. Cái cột sáng màu vàng với sự trùng kích mạnh liệt. Của cương phong trong nhớ mắt đã vỡ nát, hóa thành vô số mảnh vỡ màu vàng, lăn không bay ra. Gió mạnh cuồng bạo trong nhớ mắt đã thổi quét mà tới. Cho dù là một đám tu sĩ phản hư dưới bậc thang, cũng đã bị cái sóng khí này lăn đến ngã trái ngã phải, căn bản là không thể đứng vững. Cường giả, các cường giả pháp tướng trên bậc thang, khoảng cách càng lúc càng gần. Chứ rằng bọn họ kịp thời tiêu triển, pháp thuật, tiến hành phòng ngự. Nhưng vẫn có mấy cường giả pháp tướng kỳ, tu vi tương đối nông cạn, đã bị sóng khí đánh sâu để lưu về sau mấy bước mới ổn định được thân thể. Chuyết một chút nữa đã ngã khỏi bậc thang. Ở cái thời khắc mấu chốt này, hai tay của Vi minh lần thứ hai phát lực, đem tinh quan xiền xích Trói buộc quanh thân nhức nhức đánh nát sau đó hắn lại một tay cắp bánh bấm pháp quyết vòng xoáy quen thuộc bảy màu này lần lượt xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn không để tinh quan tán loạn tái tạo thành xiền xích mà hắn đã đem tinh quang phụ cận hút vào trong vòng xoáy theo ánh sáng xám trắng trên người viên minh đại phóng Từ một tôn pháp tướng uy nghiêm chống rộng mà ra Xong quyền mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa từ trên trời cao nhìn xuống đến về phía đạm đài chân nhân cùng với long hầu nhưng mà trong nháy mắt một kích sắp hạ xuống thì xung quanh nguyên minh đột nhiên sáng lên mấy cái đạo linh quang màu đen trong những linh quang này nhiều ra ba cái mặt nạ màu đen chúng nó lơ lửng trên không trung ánh mắt trên mặt nạ dị thường chân thật Phong phất như là có sinh mạng con người đồng tử tơ máu đều sống động bị nhìn chăm chăm không khỏi có loại cảm giác sợ gầy ốc Sáu con mắt nhìn chăm chú Sáu cái vòng tròn đồng tâm màu đen chợt hiện ra Nhanh chóng bao phủ thân thể viên minh Những cái vòng tròn đồng tâm này Trần ngập một cổ lực lượng Đại đạo quý dị Cũng ẩn chứa thần thông phong ấn Giống như là đại trận cấp 7 của hy hòa điện Dưới tác dụng của cổ lực lượng quý dị này Thân thể viên minh đột nhiên Không thể động đậy Ngay cả pháp tướng hắn vừa mới ngưng tụ ra Cũng giống như là bị định thân Chi chạy ở giữa không trung không thể động đậy Ánh mắt hắn đảo qua Nhìn xuống bậc thang phía dưới Chỉ thấy thiết huyển, thẩm tú Cùng với hắc ma cao lớn toàn thân bao bọc hắc bào kia Chẳng biết từ lúc nào đã tiến đến cùng một chỗ Trên mặt bọn họ đều là đeo mặt nạ màu đen Giống như là cái thứ ở quanh người viêm minh Ánh mắt trên mặt nạ đế lên cái ánh sáng lạnh lẽo Giống như có thể cảm nhận được lòng người Xem ra đạm đại chân nhân và long hậu Xuất thủ chỉ là ngụy trang để lừa ngươi thôi ba cái tên hắc ma hợp kích mới thực sự là chiêu chí mạng trong thâu thiên đỉnh Tháng năm của tịch ảnh truyền đến mang theo một tia ngưng trọng đối mặt với biến cố bất tình linh này vi minh cũng không lộ vẻ kinh hoảng hắn hít sâu một hơi đem đạo ấn trong đan điền kích phát một nửa một cổ lực lượng đại đạo mạnh mẽ trong chốc mắt đã bộc phát hung hăng trùng kích vào cái vòng tròn đồng tâm màu đen bùng một tiếng một tiếng vang thật là lớn truyền đến sáu cái vòng tròn động tâm màu đen kia Dưới cái lực lượng đại đạo của viên minh trùng kích một trận run rẩy kịch liệt phía chút nữa đã tán loạn đồng thời hai mắt linh quang ở trên ba cái mặt nạ màu đen cũng theo đó mà ảm đạm hơn phân nữa chảy ra sáu cái đạo vết máu bị lực phản vệ này ảnh hưởng thân thể ba tên hắc ma cũng chấn động kịch liệt bọn họ đồng thời kêu lên một tiếng hiển nhiên là cũng bị trùng kích không nhỏ người này chỉ là pháp tướng sơ kỳ thì làm sao có thể có được lực lượng đại đạo cường đại như vậy chứ? Mô dùng phương pháp thánh tế tiếp dục mặt nạ lục cực. Hắc ma cầu lớn đã có thể ổn lại thân hình. Trong mắt tràn đầy khó tin. Nhưng thấy hắn một tay ở trước người bấm quyết. U quan phía sau trong giấy mắt đã mãnh liệt cuồn cuộn. Một tôn pháp tướng màu đen cao lớn mà quý vị thình lình hiện ra. Pháp tướng hiện ra hình người quanh thân lại quấn quanh hai con cự mãn màu đen âm trầm giống như là tà thần đến từ cửu ưu cho người ta một loại cảm giác cực kỳ bất an đây là vua vũ, vũ nhìn thấy pháp tướng này Từ hồ nghĩ đến cái gì đó thân sắc không khỏi hơi đổi đã kết thúc tập 313 của bộ truyện cảm ơn các bạn đã theo dõi nếu các bạn thấy hay hãy cho nhỏ một like một share và một đăng ký kênh nhé hẹn gặp lại các bạn ở tập 314 của bộ truyện tiên giả Của tác giả vân ngữ nhé